Trước nay trên trang cá nhân thì ca sĩ Quế Vân đã chia sẻ một số hình ảnh về tiệc sinh nhật sớm của con trai Hồ Ngọc Hà được tổ chức vào tối qua 20 tháng 6 tại nhà riêng của nữ ca sĩ. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ đó là chồng cũ của Hồ Ngọc Hà, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường với biệt danh là Cường Đô La cũng xuất hiện trong ngày con trai tròn 6 tuổi. Vị doanh nhân ôm chặt cậu quý tử và vui vẻ cùng với vợ cũ đốt pháo sáng để mừng con trai bước sang tuổi mới những bức ảnh được đăng tải cho thấy là cường đô la và hồ ngọc hà khá thoải mái cả hai đều cười nói vui vẻ bên con trai bố mẹ của huấn luyện viên the face cũng không giấu được niềm vui khi thấy cháu ngoại hạnh phúc trong vòng tay của con gái và con rể cũ hồ ngọc hà và cường đô la đã chia tay được 2 năm nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cả hai đều cố gắng dành thời gian để chăm sóc cho con trai hiện tại thì cả hai đều đã tìm được tình yêu mới hồ ngọc hà từng tâm sự rằng cô và chồng có thể sẵn sàng chấp nhận chung giường vì con anh phước này người ta thì vẫn nói rằng là tình cũ không dù cũng tới thế nhưng sự thật lại không phải dễ dàng như vậy một cuộc hôn nhân tan vỡ thì dù ít hay nhiều cũng để lại những vết thương trong tim cũng như là trong tâm trí của mỗi người vết sẹo đó thì sẽ nhói đau mỗi khi mà chúng ta động tới thế nên việc chạm mặt người cũ đã là khó chứ chưa nói đến việc mà chung giường với nhau vợ chồng thì cực chẳng đã mới phải đường ai nấy đi nhưng không phải ai cũng có được suy nghĩ cởi mở như vợ chồng hồ ngọc hà họ thậm chí là có thể đi du lịch cùng nhau đặc biệt là nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc người ấy làm phải là rất mạnh mẽ và đặc biệt là phải thật sự có những cái suy nghĩ cởi mở rất là cởi mở thì họ mới thể làm được điều đó và suy nghĩ đó phải đặt con đặt cái tình yêu thương của con lên trên hết đúng dạ. không ạ à, khi mà cha mẹ ly hôn thì thiệt thòi nhất chúng ta vẫn nói đó là con cái nếu không may rơi vào hoàn cảnh này thì à, các bậc cha mẹ có lẽ nên tìm đọc cuốn sách khi cha mẹ chia tay của hai tác giả người pháp do nhà xuất bản phụ nữ phát hành tại Việt Nam và cuốn sách này thì mở đầu bằng một câu hỏi có thể làm đau lòng bất cứ người làm cha làm mẹ nào đó là bố mẹ chia tay rồi thì con ở với ai rõ ràng là trong điều kiện bình thường trẻ có quyền được hưởng sự chăm sóc đầy đủ của cả cha lẫn mẹ nhưng mà trong hoàn cảnh này thì bỗng nhiên trẻ rơi vào cảnh thiếu một trong hai người mà chúng yêu thương thậm chí là có thể thiếu cả hai khi mà chúng được trao cho một người khác ví dụ như ông bà nuôi chẳng hạn và cũng trong những gia đình mà bố mẹ ly hôn thì trẻ thường mất dần lòng tin vào bố mẹ cuốn sách này nói như vậy và hình ảnh bố mẹ sẽ phai nhạt dần trong tâm trí của chúng và cuối cùng thì trẻ chỉ còn biết yêu thương chính bản thân mình và những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn thì vì thế chúng sống rất là khép kín và chúng ít là giao thiệp với người bên ngoài Dạ vâng, có lẽ vì để tránh những hậu quả này mà ở một số nước trước khi tiến hành đăng ký kết hôn thì cô dâu và chú rể phải trải qua một lớp tập huấn dành cho những người chồng, người vợ trong tương lai. Và điều đó thì sẽ giúp họ nhận thức đúng đắn về cuộc sống gia đình và có những kỹ năng sống phòng ngừa ly hôn. Điều này nếu được áp dụng ở Việt Nam thì có lẽ rằng con số ly hôn có khả năng sẽ giảm và quan trọng là những đứa trẻ sẽ được sống trong những mái ấm hạnh phúc thật sự. Vâng, mái ấm đó sẽ có cả đầy đủ cả bố và mẹ đúng không dạ. ạ?